Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tuần đó. Ngày mai được nghỉ lễ July 4, ngày 4 tháng 7 là ngày quốc khánh của nước Mỹ đó. Toàn nước được nghỉ 4 ngày, ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Do vậy mà tranh thủ buổi chiều về sớm đưa bà xã đi đến đây để mua một ít thực phẩm và đồ dùng cho gia đình để chuẩn bị cho 4 ngày nghỉ đó. Ở nhà mình có thể ăn tiệc tùng, vui chơi trong 4 ngày lễ. Và trong lúc chờ đợi bà xã thì mình cũng muốn quay lại phong cảnh ở nơi đây để chia sẻ đến tất cả đồng bào và con cô bác mình cùng xem vui. Và đây là cái cờ Mỹ được mặc lên nồi dựng ở phía trước tiệm bánh của họ đó để chào mừng ngày quốc khánh đó, trông rất là đẹp mắt. Và lời đầu cho mình gửi lời cầu chúc đến tất cả bà con cô bác cùng các bạn luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Cũng như thường lệ cho mình gửi lời nhắn đến tất cả đồng bào bà con cô bác cùng các bạn ở khắp mọi nơi gần xa, những người mới vào xem kênh mình lần đầu đó, xin vui lòng để lại một cái like, một cái đăng ký để ủng hộ kênh nha. Mình thật sự rất là cảm kích và biết ơn nhiều lắm. Và đặc biệt hôm nay cho mình gửi lời cầu chúc đến tất cả các bạn, đặc biệt những người bạn ở Mỹ, có những ngày nghỉ lễ thật sự rất là vui và đầm ấm cùng gia đình nha. Và bây giờ mời tất cả bà con cô bác mình cùng đi ngắm cảnh ở nơi đây. Mình sẽ quay sơ lược một vài điểm ở nơi đây để chia sẻ đến đồng bào bà con cô bác mình cùng xem vui. Và bây giờ thì đang là mùa hè đó, do đó mà khung cảnh tất cả màu xanh và cũng có một số cái loại hoa mùa hè trông đẹp mắt lắm. Và bây giờ chúng ta cùng đi ngắm cảnh nha.
sau khi mua hàng hóa xong thì bây giờ gia đình mình đang trên đường đi về nhà đó. Sẵn tiện mình cũng muốn quay lại một vài nét giao thông ở nơi đây để chia sẻ đến tất cả đồng bào bà con cô bác mình cùng xem vui luôn. Ở đây là những hình ảnh mà giao thông của thành phố San Jose miền Bắc California đó. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng bà con mình cùng đi dạo một vòng ở nơi đây nha. Mấy ngày nay thì khí hậu ở miền Bắc California đó trở nên nóng. Ban ngày có ngày nóng lên đến gần 100 độ. Do đó mà buổi chiều, bây giờ là buổi chiều đó, mà trời còn nắng chói chang. Do vậy mà hình ảnh thì cũng không có được đẹp lắm. Mong tất cả bà con cô bác mình cùng thông cảm nha. Bởi vì trời nóng, khí hậu nóng quá đó, nắng nó chiếu chói, quay nó không có được rõ lắm. Nhiệt độ hiện nay á khoảng gần 100 độ F lận, thì nó trên 30 độ C, chính ra là rất là nóng. Và bây giờ chúng ta cùng đi dạo vòng quanh ở nơi đây ngắm cảnh nha. Chia sẻ về phong cảnh ở nơi đây đó, thuộc vùng ngoại ô của thành phố San Jose miền Bắc California, đến tất cả đồng bào bà con cô bác mình cùng xem vui. Và bây giờ mình xin phép được dừng ở nơi đây nha. Xin kính chúc tất cả bà con cô bác cùng các bạn luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại ở nhiều video sau. Xin kính chào tạm biệt.